Vâng, xin chào các bạn, lại là mình đây. Lần trước video kia mình đã làm một thanh kiếm bằng bẻ chuối rồi. Hôm nay, tại video này, mình sẽ làm một ngọn giáo thép. Ngọn giáo bằng bẻ chuối. Đây như sau lưng mình. Sau lưng mình đây là vườn chuối. Và lần trước đây, hôm nay mình sẽ chặt cái bẻ chuối thử làm cái ngọn giáo xem sao nhé. Ok nhé. Và tiếp theo mình chặt cái tàu để làm cái cán ngọn giáo ấy, tìm xem mà. Đây, tạm thời cái ngọn kia đi. Cái tàu kia mình sẽ làm cái cán giáo, ok. Yeah.
Vâng, đây là ngọn giáo sinh tồn của người rừng. Các bạn nghĩ nếu mà cái ngọn giáo này mà làm bằng đá với gỗ thì có sẽ cá không? Nhưng vì đây là bạn nghe cái bà chủ ấy nó chỉ làm cho vui thôi. Để mới xẻ cá lại, xẻ cá này, để mới săn thú rừng này, săn thú rừng phóng này, phóng mà phá trúng con thú nó rớt đấy. Còn đây mình chỉ làm cho vui thôi. Trò chơi này các bạn có thể làm cho con mê chơi không lo bị gì hết. Làm cái này là khỏi nó cứ bọc điện thoại này đấy, chơi vui vẻ. Đó rồi. Đấy, xem không? Thôi, kết thúc video tại đây. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, like, chia sẻ video cho mình nha. Rồi, ok. Bye bye mọi người.